Hi ladies and gentlemen, welcome to Hiếu Phan Blog. Thank you for supporting my video today. Hiếu Phan Blog gửi lời chào thân yêu và trân trọng nhất đến với cô chú anh chị và các bạn ạ. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video hôm nay. Thì hôm nay Hiếu xin chia sẻ một cái cuộc talking on the phone, có nghĩa là một cuộc nói chuyện ở trên điện thoại giữa hai tổng thống Iran và tổng thống Iraq, thưa quý vị. Thì tổng thống Iran có tên là TD và tổng thống Iraq có tên là TK. Không biết là cái cuộc gọi này là quý vị có nghe chưa? Hiếu đoán là quý vị đã từng nghe rồi. Nếu ai đã nghe rồi thì nghe lại và ủng hộ cho cái video này của Hiếu nhé. Còn ai chưa nghe thì mình nghe để đó và mình cùng suy ngẫm. Mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau. Còn đối với Hiếu thì Hiếu vẫn mãi mãi yêu Thiền Am và yêu các bé ở đây. Và sẽ có cái tiếng nói của mình để đòi lại công bằng cho các bé ở Thiền Am à. Đó. Thì trong cái video này, cuộc điện thoại giữa hai cái tổng thống này đã trò chuyện với nhau. Hiếu không ngờ là họ lại nói như thế với Thiền Am. Thì mình cũng không hiểu sao trong cái câu chuyện này. Nhưng là mình có thấy một cái gì đó nó không đúng cho lắm khi mà họ nói về Thiền Am như vậy. Cho nên là Hiếu rất cần cái ý kiến của quý vị khán giả. Khi mà xem cái video thì quý vị hãy để lại một cái comment ở dưới cái video cho Hiếu biết, rồi là một cái bình luận của quý vị để chúng ta cùng có cái tiếng nói của mình. Đó, thì trong cái cuộc điện thoại này, trong một cái cuộc talking này thì một người vuốt, một người bế và một người nở mặt, nở mày, nở mũi và trả lời cho cái người bế, người bồng kia. Thì quý vị nghe thì quý vị sẽ biết thôi. Và sau đây mời quý vị hướng mắt lên màn hình để chúng ta cùng nghe cái cuộc talking của hai vị tổng thống này nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin kính chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn xem video của Hiếu luôn luôn vui vẻ, an lành, ấm no và hạnh phúc ạ. Hiếu xin cảm ơn, xin kính chào. Alo. Dạ. Chú xin đại con thánh khờ nè. Có gì không? Mà con nghe mấy thầy mà này nọ với chú hả? Hả? Con nghe mấy thầy này nọ với chú hả? Thôi chú không nói rồi vẫn coi. Thì con cũng nghe, con cũng bức xúc cho chú mà sao mà mình đã bỏ tiền ra số tiền vậy mà bây giờ mà nói với mình vậy? Thôi chú đã ngậm ngùi rồi, chú không nói mà kệ, chú đã ước chú đi. Rồi không phải chú đi rồi, chú bất mãn rồi, chú không nói. Mãn đó. Rồi cái rồi con nghe gì khai tâm, rồi con cho laptop, rồi giờ khai tâm bỏ đi luôn hả chú? Mình nghe thầy nói vậy rồi biết đi rồi biết sao? Vậy là đi rồi luôn, rồi laptop mà con nghe là lấy lại laptop lại của nhỏ luôn, không cho nhỏ đem đi hả? Cái đó từ gì chú đâu có nằm trên đó là chú biết, chú đâu có biết cái đem đi cho đi hoặc không, mà chú đâu có nắm, tại vì đi là nó đi thôi, thì chú chửi cho chảnh rồi là chú cũng không có tới Việt Nam nữa, thì khúc đó là thầy đi chứ là đâu chứ đâu có biết đâu. Vậy là mấy ông không cho chứ đâu mà chú biết. Không đưa cho chú lên Thiền Am nữa, mấy ông không cho luôn hả? Cái đó là chú không có thấy, hiểu không? Dạ. Chú rất là buồn Thiền Am nhưng mà chú ngậm ngùi, chú không có nói. Thấy không, mà chú không có đi nữa đây, không có là trên đó nữa thì bắt đầu người ta nói là bây giờ mà mình đuổi, bây giờ mình chú dục rồi cái thằng nhất tâm đi. Mà cái lương tâm chú đâu có vậy con. Chú lên trên giỡn á, là chú nói chú đánh trời nghe, con nghe nè. Là chú á, những cái chuyện cảm nói chung là chú cũng buồn rất là nặng nề lắm á, sâu xa lắm, nhưng mà chú không con có nói. Con thấy chú ốm á, con thấy chú ốm á, con thật á, con coi clip và con thấy chú ốm lắm á. Đúng rồi, giờ có nè, bây giờ chú chỉ ngầm, nằm ở trong đây, trong tâm mà tức thôi, rất là buồn. Chú không, chú đâu có nói xấu về Thiền Am đâu. Chú làm cỡ bạc tỷ như vậy mà người ta còn nói sửa chú như vậy thì chú rất là buồn, chú ngậm ngùi cay đắng luôn. Chú làm đấy ra hay là đúng chỗ chứ không ấm ức, mà chú làm gì về chú đó ấm ức. Còn cái chuyện mà của bé khai tâm là chú thấy á, cái cô Hương á, cái khai tâm đi á là do cái cô Hương nói thôi. Cô Hương nói là khai tâm ít bữa rồi nó về quê đi kia, tự vì nó ngậm ngừ cái đắng ở trong đó lâu rồi, nó cũng tâm sự cho chú nghe thôi. Là chú á, nó nói là nó khóc, nó thấy chú đặt không lên nữa, con buồn quá chú ơi, chú sống tốt quá. Trời ơi, chú đi con rất là buồn, con không biết làm sao. Chú Phương ấy, một lần chú xuống dưới chơi, con thấy không? Chú hết trái tim rồi. Chú nói một, con phải hiểu 10 cho chú được rồi. Chú không có nói với cái chuyện gì ra nhiều nữa. À, mỗi lần chú đi lên thăm mấy bé rồi mua đồ, mua đạc, mua này, mua kia cho mấy bé. Cả ngàn lần luôn. Không, cái gì, cái đó không nhiều việc lắm con. Chú không nói ra được cho con nghe ở đây.
nhưng mà chú nói sơ sơ thôi, cái vụ mà của Khải Tâm thôi. Nó lên nó khóc tự nó nói thôi chứ chú đâu biết gì đâu. Chú lên xe là chú lên dẫn chú cho thấy có thầy nào ra đón chú chơi đâu, thì chú mới nói chuyện với Khải Tâm thôi. Còn bà Hương lẽ đàn bà nghe ngồi nói chuyện với bãi hoài đó, gặp Khải Tâm đó không nói thì ngồi hai cha con nó lên thì ngồi ghế chơi rồi cái giọng chơi chiều về thôi chứ đâu có nói gì đâu. Thấy không, chú bỏ hết trái tim chú làm đâu, chú đâu có nói gì trên dẫn đâu. Nhưng mà cái Khải Tâm nó mới nói về, nói chú thì Đạt ơi, còn nó khóc nó mới nói là bằng quê ấy là gì, thằng gì bà Hương nó nói trước, nói là vài bữa cái Tâm đi rồi, cái gọi ủa sao rồi mà con Hương biết, nó nói nè, nó xin ông nội rồi, nó vài bữa nó về quê luôn. Và là cái thằng cái Tâm nó mới nói với đây với chú là nó khóc nó mới nói là bây giờ đó là con đi về là kỳ nè, con về luôn chứ con không thể nào mà con ở trong này luôn, con ở đây á mấy thằng cho con ăn mì mốc không à, cái đó là tiền riêng của con thôi nha. Rất là tội nghiệp. Chú cũng cho nó 400 thôi, có đừng nói còn riêng, con ở hết riêng con đi thôi. Cái chú không có ép, bất công mấy thầy nghĩ xấu, chú Thừa Đạt là nói, lôi đuổi cho kéo con đi. Còn cái chuyện mà chú Thừa Đạt bỏ Thiền Am là cái chuyện của chú, cho không có dính nếu gì của con. Con cứ nghĩ là như là mình bỏ ra tiền tỷ mình giúp người ta mà mình bỏ không đúng chỗ cũng buồn lắm chú. Dạ, giờ cái đứa này cũng ăn hẳn, giờ bây giờ chú cũng không nói gì đâu, kệ đi. Không hết còn riêng đi, hết riêng thôi, thấy không? Nó có lý do nhiều lắm, coi không thể nào biết đâu. Từ từ sẽ biết thôi, bây giờ chú không nói. Giờ chú nói gì cũng quan tâm thôi. Cái chuyện không từ nó cũng phơi bài rồi chú. Nó phơi bài thôi. Nhưng mà chú không có nói, giờ lúc này chú không có nói. Chú ngậm ngùi, chú cứ dẫn đi làm việc cho chỗ khác thôi. Chú là tâm thiện mà, chứ đâu phải chắc chú có tâm ác đâu mà chú sợ người ta. Thấy không? Ví dụ giờ cái người ta tu đúng đi, chú làm thì chú có phước, mà chú không đúng thì làm có phước thì cái chuyện của chú thôi. Thấy không? Chứ làm thì mà chú đâu có ăn hẳn, nhưng mà người ta ăn hẳn. Người ta ăn hẳn, chứ phải là chú ăn hẳn. Đúng chưa? Còn đúng làm rồi, của chú thiện là chú vẫn làm thiện, không làm thiện am ở cũng biết đây rồi. Rồi cũng chú thì là cũng đi giúp chỗ khác được luôn nè, chú đang làm thiện không ạ? Giờ ai có nói xấu chú chỉ chú cũng mô phạt, trời chú làm thiện không mà chứ đâu có làm gì đâu, chú cũng lên luôn tốt cái gì đâu mà đúng không con cánh sợ. Dạ. Hiểu không? Đó, chú không có nói cái chuyện đó, nhưng mà cái chuyện âm đức gì chú giữ chú có làm sai chăng thì từ cái kim vô ngã nó trở lòi thôi. Chứ nói chú nói bệnh đẹp cái đó thì người ta nói là chú phản, chú không có phản. Tự người ta phản chú thôi chứ không có phản người ta. Đúng chưa? Cũng cái sau này có cái lòi ra thì nó mới có câu chuyện để chú nói, chứ giờ chưa tao có nói biết gì nói, đúng không? Nói gì cái Tâm nó lại tự nhiên đi xong cái lên quế cái cười ha ha, xong rồi cái đi giờ đổ thừa chú nói cho Trần Ngọc Thanh nghe là Tiện Đạt với lại gì Khai Tâm thân lắm, bây giờ tính ra chia cái điện thoại để cho hai người tâm sự với nhau để đi. Ổng gài nữa, ổng gài cho chú Tiện Đạt này là với thằng Khai Tâm nữa. Chú nói chuyện với cái Tâm là chú nói con ơi, con ở ngoài quế, con đi vô đây con ăn học không có cha có mẹ, đúng không? Lâu lâu chú Đặt lên thì con thấy có đồ ăn, còn chú Đặt lên thì con đâu có ăn, con ăn đồ trong một trường am không à, đúng không con? Thì ông con ráng học đi để sau này nhờ tấm thân con, còn thí dụ giờ cái vụ nuôi con được con thấy á được thì con ở với thầy, đúng không? Còn không được thì thôi là cái chuyện của con, chú Đặt lên con nhỏ mà chú lớn chứ đâu có suối bày bại con đâu. Còn đó là tâm sự với nó là sau này con có vô tụng kinh á thì con đá banh đi, mình mấy con ước với em đi, con đừng có vô con cầm cái chuông cái mỏ mà để con tụng kinh, con tắm rửa đàng hoàng đi con chứ nếu mà con có tụng kinh á thì con phải tắm rửa sạch sẽ rồi con xúc miệng đi rồi đàng hoàng, rồi con đốt ba cây nhang con tụng kinh, là mình khuyên như vậy thôi. Thì cái bà mập cái đó là bà tập học cha tập vô, mới nói là chắc nó nói gì với thiền với lại Khai Tâm chắc nó đi luôn rồi, là cái đó là cái là trong của bà Hương nói sư phụ thôi. Sư phụ hồi sáng nói gì đó coi không? Coi nhiều mặt lắm. Hiểu không con? Còn cái nó đi cho lấy gì chứ đâu thì Đạt đâu ai gì đó đâu biết cái lấy gì không ai cho gì đâu có biết đâu. Dạ. Đúng không? Cái đồ ống sườn ở trong đó rồi này bỏ đi luôn rồi đâu có biết cái gì cái chuyện của Thiện Am đâu. Cái bữa đó giờ vui vẻ rồi quên. Rồi đó thầy ơi, bây giờ con cho thầy cái chí đi Vũng Tàu cho nó bé đi tắm. Yeah. Cuối cùng là một ngày bữa nay chủ nhật nè, chú không có lên nữa, chú không có cho. Không có tinh thần nào mà để đi giờ mà cho nó đi đó. Thôi giờ con không có đi, thì Đặt Cộng Thanh không có đi nữa. Thì con cho thầy 10 triệu. Đó là thầy cái việc đi Vũng Tàu chơi tắm thoải mái ha. Con cho Đức luôn 10 triệu nữa. Thì con hứa mà nếu con giữ lời, thuốc lời thì thầy buồn con, thầy nói con cái này kia nữa thôi. Cái chuyện đó là giờ con cho thầy đi là 10 triệu thầy đi. Chứ còn không con đi. Vậy con hiểu không? Dạ con biết rồi. Còn cái chuyện mà tụi con cho cái gì đó là chứ biết Tâm những gì đó thì chú không có biết cái câu chuyện mà anh đem đi không đem đi chú không thấy đâu, chú biết thấy Khai Tâm mới tội nghiệp đó.
đúng không con? Chú sống vì cái tâm đạo chú rất là thương nó, rất là tội. Không có cha không mẹ ở vậy thì nó tự nó nhìn sâu xa ra, nó biết nhiều rồi, tự nó đi, nó chứ đâu có kêu đi đâu, tự nó đi đó con. Rồi Thiền Am là nó thấy cái đồ không có lên nữa, ờ không có lên nữa. Đồ ngon là nó hả? Thiền Am nó thì cái đồ ngon không mà cho nhỏ ăn mì móc vậy là sao mà coi được trời. Nó giữ lời đó, mà sau này á mà ví dụ có nó mà để cho điện thoại đó để nó nói thầy là tự nó nói ra như thế nào thì đặt là cho nó nói. Chứ chứ là còn đâu có nói. Tự nhiên nó ăn chìm móc bị gì chứ tự nó biết sao chứ làm cho chú biết. Nó nói chú nghe gì chú nghe vậy thôi. Dạ. Nhưng mà nãy giờ chú, ủa sao con biết cái này? Nãy chừng là lâu ở đạt công an nó tâm sự với con nói chú bị vậy đó. Rồi nói là an ủi chú. À, chú rất là buồn nhưng mà chú cũng ngậm ngùi thôi, chú cũng không có nói gì. Nói giờ thấy con thấy chú là cái gì cũng là giúp đỡ trong đó mà vậy. Cỡ vậy mà còn không gây ra gì húng hồ diễn gì con ơi, rất là tội. Tội nữa nó biết kia mà thôi. Rồi chú đỡ mà chú có sai lầm đi chăng, chú cũng có hạt thì chú người làm phước ha, chứ làm lại trên để đi người khác thôi, chú gạt nó qua bên luôn để từ từ họ sống như thế nào, cho họ tự hào cao cỡ nào, chèo cao thế nào cũng té xuống ao thôi. Thì tự họ biết rồi, họ nghĩ tới Thiền Đạt là năng nỉ Thiền Đạt giờ quay đầu về, không bao giờ quay đâu, mày thoát ra những lời nói là được ngầm ngang thú với tao luôn, không bao giờ đâu. Thiền Đạt còn đi làm nhiều chỗ đâu phải gì đâu, chú là đi chuyên ra là thương người giúp đỡ người ta không, chứ đâu có làm gì đâu. Còn lên hay không là cái bữa là cái ngày khai tâm nè, tâm mà ngày sinh nhật á thì mấy thầy quay lên thì mấy người ta người cộng đồng mạng ta thấy chú làm từ thiện thật sự cầm từ thiện thì ta thương thôi đó, người ta mới gửi về cho chú mình gửi để đem lên làm mội không mà người ta không có biết làm mội không à. Dạ. Ăn giọng gì trong đó chứ con cũng như vậy là con cũng lên làm tự nguyện, con cũng biết nè mình ăn được gì. Ừ, người ta đưa nhiêu thì mình đưa bao nhiêu thôi, chứ mình làm được cái gì mình lấy được cái gì của người ta đâu. Nhầm khi xăng là mình phải đổ, cơm đi đường, nước đi đường là mình phải tự bỏ tiền mình ra. À, chứ đâu phải là mình có đâu. À, mình chỉ muốn là từ đây sau là chú Thiền Đạt là cỡ như là vĩnh viễn ngàn xu luôn, không bao giờ quay lại về đó lần thứ hai đâu. Tôi cho mày đốt cái thuốc mà đi tìm người thứ hai như tao không bao giờ có đâu mày, không bao giờ có đâu. Dạ. Ừ, mà ngoài cuộc đời nhiều mà cảnh khổ lắm chú ơi. Ở trong đó giờ người ta ấy quá. Biết người ta dư giả để đủ ăn rồi, tao có cần tới mình đâu. Dạ. Đúng không? Chẳng may tao lợi dụng thôi, không được thì tao đá. Người ta quan trọng đó. Quan trọng gì phải không? Cái cuộc sống mà lợi dụng hết được thì người ta đá, người ta bỏ. Là người ta kiếm chuyện đúng không? Dạ. Vậy thôi. Chú cũng đừng có buồn, chú ăn chuyện gì qua, tới qua đi, bỏ. Chị nghe chứ đâu có buồn đâu con. Dạ. Chú không có buồn nhưng mà chú vẫn ấm ức cái buồn ngu của mình thôi. Chú bỏ qua bên hết chứ không quan trọng gì, chứ lo làm cái chỗ khác nữa. Chú làm rất là nhiều hồi 2001 tới bây giờ là 20 năm rồi chứ không phải Thiền Am đâu con. Nha. Dạ. Chú đâu có cần nổi tiếng đâu. Về khu con ghé con chơi bữa chú. À, chú đang làm mới cho đồ ở dưới Châu Đốc đồ đó, mấy người dưới đó Châu Đốc rồi đi ngang Cầu Thơ không ta? Phải đi đón chú đi ra đường bên Cao Lãnh. À, tụi nó cứ đi ngang Cầu Thơ thì ghé con chơi bữa hai bữa. Biết không, ở đó chú đi làm thế này, rồi la con hơi chú. Giờ chú bớt suy nghĩ cho nó, bớt giận đi rồi từ từ chú đi làm cho khác nữa. Chứ chú chờ nghĩ với con sâu vậy đó, chú bệnh nữa. Dạ. Không dám. Chú đâu có nói ai đâu gì đâu. Giờ mình nói cũng đâu có lại nói. À, ai hỏi chú không biết gì. Giờ mà chú cháu mình nói lên cũng đâu ai tin chú ơi. Dạ, ngậm 10 cây đắng. Nhưng mà hên bữa có Tuấn Trần nha con. Có luôn hả? Trời ơi, có Tuấn Trần là chết mẹ, nó nói ra đường là khiêu xấu người ta nghe. Có Tuấn Trần nghe luôn đó. Trời ơi, chỉ có Tuấn Trần mà cũng làm vậy luôn. Có Tuấn Trần hạ nhục tại đó luôn mà có Tuấn Trần luôn đó. Chứ đừng nó có vợ chồng Tuấn Trần luôn, chứ đừng nó không có. Rồi. Chứ phải gì là nói mấy câu rồi. Ổng đi ra ngoài, ổng nói xấu Thiền Am. Rồi. Chứ không bao giờ nói xấu người ta đâu. Rồi. Ai có Tuấn Trần luôn đó, Tuấn Trần hiểu quá, Tuấn Trần mới điện cho Trần Đình Nguyên. Rồi. Trần Đình Nguyên là nói sợ chú bỏ Thiền Am. Đang nghĩ cho chú quay trở lại, rồi bỏ được bỏ, không có bỏ được, cái hạng thù này không bỏ được. Đúng rồi, cái nào là cái đó chứ. Bao nhiêu tốt với người ta là bây giờ nha, hạng mấy nhiêu chỉ nói được cho Đình Nguyên nghe vậy thôi. Không nói chuyện nhiều nữa. Dạ. Tuấn Trần có nói với Đình Nguyên nghe rồi. Có chuyện Tuấn Trần đi theo đó mà. Tuấn Trần làm chứng á. Chứ không có sang này ra nó phóng lên. Bây giờ nó âm mưu với nhau rồi. Nó nói tốt, nó nói xấu thì đạt sao. Đúng không? Dạ đúng rồi chú.
nhờ tốn trần đó. Nhưng mà chú gặp chuyện gì á, anh em miền Tây của tụi con không bỏ chú đâu, hiểu không? Đó, ý là chú ơi, chú nói cho con nghe gì đó. Dạ, nếu mà người ta muốn hại chú á, anh em của tụi con cũng lên tiếng bảo vệ chú à. Hiểu không? Ý là không có hại gì, giờ chú không có sợ cái hại đâu. Giờ ý là chú nói con nghe, đúng không? Những cái gì á, một đồng bạc của ai chú cũng góp phần cho tụi con, dù ít dù nhiều, 100 chú cũng gửi tới nơi tụi con, tao biết cái tấm lòng của chú sống như thế nào rồi. Dạ. Chứ đừng nói gì tới Thiện Am, chẳng may là bây giờ Thiện Am là chú thương mấy chú tiểu rồi, rất là thương mấy chú tiểu. Mình thương, mình thương mấy người nhỏ, mấy đứa nhỏ. 11, 12 giờ phía ra lấy cái tay chào gì mà chú làm cho gì? Mặc quần áo này, quần áo kia là chú tạo, tiền của chú không có ai cho á. Dạ. Để cho mấy cho nó xả chết mấy đứa nhỏ đi. Nên nó dạ. Thấy vui vui là đồ vậy thôi. Chứ chú lớn tuổi rồi mà chú hỏi chơi với ngang hàng vậy đâu. Dạ. Đúng không? Là gì chơi vậy đó, cho ăn uống vậy đó, là cái tự đó mình chú thương thôi. Đủ mới cần mấy cái thằng chó gì đó mà thương cái gì. Dạ. Chú thương gì mà thương cái gì. Dạ. Hỏi ông coi thì còn cái trời chứ chú nói đúng không? Dạ thương đúng. Cái gì? Còn bây giờ đó, nó thằng cái tâm đi, không là chú không thấy ngày nào đi mà ông nói gì thôi, chú biết cái đâu. Thì cứ việc đó là con điều tra cái gì là con sẽ tìm gần đó nhất. Con sẽ đi tới chỗ của thằng Khải Tâm, hiểu không? Con sẽ lấy con sẽ đòi lại cái những gì của con cho, lấy con cho nó, hiểu không? Lời đó cái đó, chị ơi, đừng nói chú Đạt nói gì, biết không? À không, con không nói gì chú hết á. Nói mất công ấy, chồng nói này kia là nó chứ chú Đạt nói mấy tháng ngày rồi con không nói gì thì ha, mà chú cũng hiểu con sao rồi. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi con lại con ví dụ vậy, con lại nếu con ấy vậy đó con.